Phương Trác Dần, giải thích với tôi xúc phạm điều thứ tư về đề phòng hờ hối lộ là gì? Bất cứ ai ở Hồng Kông hay là ở nơi khác chưa được phép hợp lý hay là giải thích hợp lý mà tiếp thu lợi ích với nhân viên công chức để gây ra can thiệp với công tác, hay là bất cứ nhân viên công chức nào ở Hồng Kông hay là ở bất cứ một nơi nào không có giải thích hợp lý hay là được phép đặc biệt tiếp thu lợi ích với bất cứ ai để làm can thiệp tới công tác đều xúc phạm điều thứ tư về đề phòng hờ hối lộ. Ngồi xuống. Yes sir. Nói rõ ràng lắm, nhưng mà đây chỉ là những điều cơ bản chúng ta phải biết mà. Giảng Minh Quỳ, cho tôi biết điều thứ 10 của phòng hờ tham ô là gì? Bất cứ nhân viên công chức nào thu nhập và quan chức không tương xứng, không có giải thích hợp lý. Chuyện gì? Biểu đọc khẩu lệnh hả? Nói nhanh vô dụng mà. Quan trọng là phải rõ ràng. Ngồi xuống. Lưu Tử Sàng, cho tôi biết số 2 nhỏ trong điều 12A của điều phòng hờ hối lộ là gì? Điều này như là không có dạy mà. Sao hả Lưu Tử Sàng? Kiếm không ra hả? Coi lại cuốn sách đi. Số 2 nhỏ của điều 12A. Sơ, điều này sơ chưa có dạy. Bây giờ mới biết hả? Dạy hay chưa dạy cũng không rõ ràng, chứng tỏ là cậu không thuộc lòng các điều lệ. Thưa sếp, tôi có thuộc lòng. Sếp hỏi nó đi, tôi nhất định sẽ trả lời được. Tôi không muốn nghe cậu nói sai là sai. Tôi không muốn gì cô mà lãng phí thời giờ của các đám người. Bây giờ cô ra ngoài sân chạy 20 giờ cho tôi. Tự phản tỉnh lại đi. Thưa sếp, cái lớp tối hôm qua tôi không được hiểu lắm. Không hiểu nghĩa là không được tập trung. Anh cũng ra ngoài chạy 20 vòng đi. Đi. Yes sir. Trần mặt đen rõ ràng là chơi cô mà. Rõ ràng không có điều số 2 nhỏ trong số 12A. Thiệt là nham hiểm. Hỏi chuyện như thường. Tôi tức một điều là rõ ràng tôi đã học thuộc lòng, mà khi hỏi vẫn bị không trả lời được. Đã nói không có mớ cô. Ổng chỉ là châm chích cô thôi. Tôi nghĩ nếu như cô thở lớn tiếng một chút, ổng cũng nói là ồn ào đó. Cho nên lúc nãy tôi có tình bắt bẻ ổng để ổng phạt tôi ra chạy. Mất công ở lại trong lớp nhìn cái mặt đen thùi của ổng. Có thể chạy cùng cô cho cô đỡ buồn chán đó mà. Thử xem. Thế nào hả? Wow. Lào chút nha. Đừng có chạy nữa, ngồi xuống đi. Từ từ, từ từ. Có đau không hả? Đau quá đi. Thế nào? Còn đau lắm hả? Chạy lâu như vậy thử hỏi có đau hay không. Nè, cái chân hình như là bị sưng đó. Hay là tôi chạy qua nhà thuốc tây mua thuốc về thoa cho chị nha để bớt đau. Kiếm nước uống giùm tôi. Đừng giận nữa, mua ly nước cho cô nha. Trà sữa đá cảm ơn. Còn anh, đi mua chung nha. Nè, cà phê nóng lắm ư? Hay lắm. Sao đây vẫn thấy đau hả? Đau thì đừng uống đồ lạnh mà. Không được sao? Không biết, tôi nghĩ là uống đồ nóng thì sẽ hăng máu một chút, được lạnh lại mau hơn. À phải, biểu anh đổi trà sữa nóng. Ê, không cần, ngồi đi, để tôi lấy giùm cô. Nè, mua chút đồ cho cô tẩm bổ nha. Cảm ơn nhiều. Cái gì? Lại bắt tao chờ nửa tiếng. Dẹp đi. À, làm cái gì đây? Chuyện gì? Quẹt chúng có chút xíu thôi. Cần hét lớn như vậy hay không? Em nhỏ, cấm hút thuốc đó. Không biết chữ cũng phải biết nhìn cái hình chứ. Chỗ này là nhà của chị hả? Người ta chưa có chửi tôi, tiếp theo có chị nói hay sao? Bất mãn hả? Bắt cảnh sát đi. Xin nói chuyện gì? Được rồi, chỗ này phải cấm hút thuốc không? Phải. Làm ơn. Cô hai, chỗ này không thể hút thuốc đâu. Không hút thì không hút. Chuyện như vậy? Sang, có phải cậu không? Nó lấy cuốn sổ nhật ký điện tử của tôi. Bà, em cắp đồ của bà. Lấy đồ của người ta còn làm dữ hả? Trả lại đi. Yes sir. Thằng Quy, giữ nó lại. Nói chuyện gì? Nó cắp cuốn sổ nhật ký điện tử của tôi. Bà, em cắp của bà. Madam, ban đầu con hút thuốc tôi gây với cổ, sau đó con cắp đồ của tôi. Ai ăn cắp đồ của bà? Tôi lượm được cái dưới đất thôi, đâu có biết là của bà. Madam, chính mắt tôi thấy con ăn cắp cuốn sổ nhật ký điện tử của tôi. Con mụ kia, đừng có nhiều chuyện nha. Quay ngồi xuống, chưa vừa lụm được chị cũng bị tội không có đi báo. Chỗ này là tiệm cảnh sát, ngồi xuống. Trời sao, cảnh sát ngon lắm à. Ngồi đi. Cái con này thì là khủng khiếp. Nếu con biết dạy con thì đừng có sanh ra. Biết đâu người ta không có cha sanh. Chuyện gì? Tôi kiếm Trần Tình Trinh. Kìa, bà tới đúng lúc đó. Cái bọn cảnh sát này nè, hù con. Ba là ICAC đó mà, bà tự lo liệu cho xong đi. Tôi tới bảo lãnh con gái của tôi. Vậy qua bển làm thủ tục nha. Sếp Trần. Hiệu trưởng. Có chuyện quan trọng kiếm sếp á. Sếp tới văn phòng của tôi một chút nha. Được mà. Tuy là ICAC chúng ta không thường xuyên phải mang súng, nhưng mà kiến thức về bắn súng chúng ta cũng phải biết qua. Lúc nãy tôi đã có nói qua về kết cấu của súng ống. Để một lát sếp Trần sẽ dạy các bạn về tư thế tránh thức bắn súng. Ở đó xem. Yes sir. Bây giờ tôi thử các bạn về tư thế cầm súng chính xác. Đây là một cây súng cos có 6 viên đạn, loại Smith Kimston. Nhìn thấy chưa, không có đạn. Khi vào đạn, chỗ này có 6 viên đạn. Tôi dạy có bắn kiểu này hồi nào? Sếp Trần, tôi cũng trúng mà. Như vậy mà kêu trúng, vậy thì người dân còn mạng sao? Nhưng mà hôm nay chỉ là lớp đầu tiên, đâu thế nào một ngày mà bắn trúng lòng tâm chứ. Cổ này mắc kính cỡ này đã là sai rồi. Sếp Trần, tuyển thủ có đội vận động cũng đeo mắt kính mà giật được kim bài đó. Tuyển thủ đội vận động chỉ bắn bia, còn tên ăn trộm thì không chờ cô mấy phút đâu. Một phát là bắn bỏ cô đó. Chị nhắm lại một mắt để bắn, làm sao mà quan sát được hoàn cảnh xung quanh chứ. Cùng lắm là chị bắn không trúng cái bia. Bây giờ bỏ xuống xuống, ra ngoài phá tỉnh một chút. Yes sir. Anh chị tập tiếp tục. Thì đáng ghét mà. Thử xem à, có được có giận. Coi như là ổng ca hát rồi. Ai bị em đó mình bắt con gái của ổng lên tìm cảnh sát chứ. Miễn là tình này, cẩn thận một chút, đừng có để cho ổng trả thù riêng. Trời Lễ Bình, anh nói gì? Công gì? Bây giờ đi theo tôi. Yes sir. Anh cũng bậy thiệt, nói lớn quá làm gì. Cho dù là sự thật cũng thấy ngại chứ. Thôi chết, đã vô lâu rồi mà. Không biết có chuyện gì đây. Lần này tuy là anh Bình có lỗi, nhưng mà ICAC là hàng ngũ kỷ luật, ổng không dám làm bậy đâu. Ê, nhưng mà cả tiếng đồng hồ rồi. Có bị phạt không hả? Thì cũng lắm là hít đất thôi mà. Chúng tôi chờ anh. Không cần. Không cần phải chờ tôi nữa. Tại sao? Tôi đã bị ổng khai trừ, phải lập tức đi ngay. Ổng đâu có thể nào làm vậy chứ. Phải rồi, ổng nói gì với anh? Tôi cũng muốn nói thêm nữa. Miễn là từ này các người cẩn thận chút, tự lo liệu nha. Tại sao vậy? Quê. Vậy là đi hả? Hey, chuyện nhỏ thôi mà vậy cũng bị đuổi đi. Sếp Trần. Sếp Trần. Sếp Trần. Tôi có chuyện muốn hỏi sếp. Chuyện gì? Tại sao sếp lại đuổi đi anh Bình? Chuyện này không mắc mới tới chị. Có phải anh trách móc sếp vài câu rồi sếp đuổi anh đi không? Tôi là thầy của chị, tôi làm việc không cần giải thích với chị. Sếp đã bị tôi nói trúng chỗ yếu hả? Lưu Tử Sàng, tôi tha cho cô nóng nảy nhất thời nói bừa bãi thôi. Nhưng mà coi chừng thái độ của cô, nếu không tôi có thể khai trừ cô. Sếp Trần, xin lỗi. Đi ngay.